Chắc là mình bắt đầu được chưa anh Hoàng? Bắt Bốn chắc phút bắt đầu rồi. đi Huy ơi. Rồi thì hôm nay chúng ta sẽ có 6 phần để đầu tiên là chúng ta sẽ có là từ tìm hiểu xem bạn có thật sự là bạn muốn học lập trình hay không. Thứ hai là lộ trình học và các căn bản cần nắm là gì. Thứ ba là các khó khăn thiệt thòi khi tự học. Cái này rất là quan trọng mà nhiều bạn không có nghĩ ra được nè. Cái thứ tư là một số kinh nghiệm tự học ha. Thì đây là anh với anh Hoàng sẽ chia sẻ bởi vì anh với anh Hoàng cũng trải qua cái quá trình đó rồi và Thì nói chung á, rồi. trước khi các bạn tự học á, các bạn phải biết là mình học để làm gì đã. Chứ các bạn đừng có thấy là em muốn học lập trình nhưng mà em không không có nghĩ ra là mình muốn học để làm gì á. Học theo phong trào á thì nó không có ý nghĩa. Muốn biết học lập trình không thì bạn phải biết là mình có mê máy tính hay không. Các bạn ngồi máy tính nhiều, các bạn cảm thấy thích, nghĩa là mới có khả năng học lập trình được. Và nhiều khi á thì các bạn cảm thấy là mình không có phải là học để kiếm tiền để đi làm, nhưng mình học để mình xây dựng một cái gì đó. Ví dụ mình làm cái web ngang ngửa Facebook, hoặc là mình muốn làm một cái ứng dụng như Nguyễn Hà Đông để kiếm tiền á, nó sẽ có động lực hơn. Và sau này khi các bạn bí hoặc là các bạn làm các bạn thấy giữa chừng mệt mỏi quá, các bạn nhìn lại động lực các bạn mới biết là tại sao mình tiếp tục. Chứ nhiều bạn á mà cảm thấy học tại vì là nhà trường bắt học, bố mẹ bắt học rồi học không có biết đam mê, không có phải thích, học để có việc thôi thì nó sẽ khó lắm nha. Có một cái câu hỏi các bạn hay hỏi anh đó là không có giỏi toán học ngành này được không? Thì thật ra ngành này thì cần một phần về toán, nhưng mà quan trọng là tư duy nhiều hơn. Anh từ hồi đi làm tới giờ anh chỉ dùng cộng trừ nhân chia là cùng, tích phân đạo hàm thì chưa dùng mấy, sin cos thì lâu lâu anh cốt lặt vặt mấy cái điều hình ảnh nó mới dùng thôi, nên cũng đừng có lo không quá giỏi toán có làm được nha. Thì cái ngành này á nó Đúng có vài rồi. cái hay ho mà anh nghĩ là Huy kể ra thì các bạn sẽ dễ bị dụ theo ngành hơn Huy ha. Thì cái ngành lập trình thì được cái hiện tại nó đang là ngành hot của, cho nên là nó rất là dễ xin việc, rất là nhiều nhà tuyển dụng đang cần ha. Và mức lương thì rất là ok so với những cái ngành nghề khác. Ví dụ như là các bạn học ở cyber shop hoặc các bạn mới tốt nghiệp ở các trường đại học thì chúng ta ra thì chúng ta có xin một công việc lương khoảng từ 6 đến 8 triệu là fresher. Là thì sau đó nếu mà các bạn làm một thời gian các bạn mà giỏi hơn, các bạn xin lên chức junior, junior thì lương lúc đó các bạn sẽ từ 8 triệu đến 12 triệu. Nếu mà giỏi hơn nữa thì lên 15 triệu. Và nếu mà các bạn đủ kỹ năng và đủ kinh nghiệm và đủ bản lĩnh nữa thì các bạn sẽ được lên senior. Senior thì các bạn sẽ gánh dự án, có thể phân tích dự án thì lúc đó cái lương các bạn có gọi là unlimited. Ở đây có thể lên đến 80 triệu nha các bạn. Ngoài ra có một số bạn á hay hỏi anh đó là anh ơi học lập trình nó khó không? Không ngành nào dễ hết. Các bạn học chưa sẽ thấy nó đơn giản nhưng mà khi các bạn học để đi làm chắc chắn là nó sẽ đòi hỏi các bạn là rất nhiều hơn và công việc nó cũng cực cả các bạn. Thì ngành lập trình thì được một cái là chúng ta sẽ được ngồi văn phòng mát nè, chúng ta không phải đi ngoài trời, không cuối tuần nếu bạn nào mà xui lắm thì phải OT thôi, đa phần chúng ta OT trong tuần, còn cuối tuần thì chúng ta sẽ được nghỉ. Nếu mà các bạn không giỏi tiếng Anh thì hầu như cơ hội ra nước ngoài bạn rất là thấp, nhưng với ngành lập trình á thì các bạn chủ yếu là giỏi lập trình và tiếng Anh của các bạn ở mức khá, tức là giao tiếp Giao được tiếp thôi được là là các được. bạn đã có thể ra ngoài rồi. Thì để Và anh nói thêm một dạ. chút là cái việc cực á thì cũng tùy người nha. Nghĩa là nếu mà bạn đã không thích thì các bạn ngồi máy các bạn làm một chút các bạn cũng thấy nó cực. Còn nếu mà các bạn thích ngành các bạn đi vào làm các bạn thấy ồ mỗi ngày có một thứ vui vui để làm, các bạn thấy không có cực, thấy giống như là người ta trả tiền để mình ngồi mình làm toán giải đố vậy á. Nên là thật sự các bạn cảm thấy thích, các bạn cảm thấy ngồi máy nhiều các bạn thích á thì các bạn nên theo. Còn các bạn mà cảm thấy là ngồi máy mệt lắm, mình không có thích ngồi cốt kiến gõ mấy cái này á thì các bạn cũng không có nên ráng làm gì. Anh khuyên là vậy, tại vì các bạn cứ cắm đầu vào học chỉ vì nó hot rồi vì nó kia thì sau này cái guồng quay nó rất là nhiều á, nó sẽ đào thải bạn và bạn cảm thấy không có happy. Thật sự là vậy, làm thì chọn cái nào nó vui á thì sau này các bạn đỡ hối hận hơn. Chứ các bạn tưởng tượng coi ngày nào cũng phải đi làm 8 tiếng, tối về tới 5 6 giờ, sau đó cuối tuần hơn nó phải học thêm mấy cái mới nữa thì nó không có đam mê thì nó rất là khó theo nha. Anh từng biết nhiều bạn học tới năm 2 năm 3 cảm thấy không hợp bỏ thì cũng hơi phí. Còn cái chuyện lương thì không Ok phải các tên bạn chém ha. gió ha. Các bạn có lên cái trang IT Việt này nọ các bạn coi họ tuyển dụng mức lương bao nhiêu là biết. Thật sự thì bạn anh mấy thằng mà ra trường cùng khóa với anh á thì bây giờ hình như không có thằng nào mà lương dưới 30 40 triệu đó. Thậm chí có thằng em anh nó học sau anh 3 năm giờ lương cũng ba gần 30 triệu rồi. Ok, chúng ta đi tiếp hả? Thì cái này là lộ trình hầu như là trong các trường đại học á thì họ dạy hết rồi, nhưng mà nếu mà các bạn nào mà tự học các bạn có thể sẽ quên một chút hoặc là không có đầy đủ. Thì thường thường cái nhập môn là cái đơn giản nhất, đó là cái kiểu dữ liệu này, bộ nhớ này, hằng rồi biến rồi mấy cái rẽ nhánh lập rồi nhập xuất rồi array. Thì đây là những cái học các bạn học ngôn ngữ nào nó cũng có cả, học các bạn học để các bạn biết là nó dùng làm gì thôi. Tại vì các bạn ví dụ là các bạn hãy xưa học C sau này chuyển qua Java rồi chuyển qua C sharp chuyển qua PHP này nọ thì những cái khái niệm như là kiểu dữ liệu rồi rẽ nhánh vòng lặp là ở đâu nó cũng có cả. Các bạn học cái này thì các bạn sau này các chuyện cái gì nó cũng dễ. Theo kinh nghiệm của anh, tại vì anh làm vị trí tư vấn á, thì anh sẽ thấy có rất nhiều bạn là đặc biệt khi tự học, đặc biệt là hay bỏ qua nhất là phần cấu trúc dựa và thuật toán đó các bạn. Các bạn cứ thấy là copy code vòng lặp chạy chạy rồi sau đó là thuật toán copy trên mạng, rồi các bạn không hiểu gì cả. Đến khi mà các bạn xin đi học, anh cho làm bài test thì các bạn không thể viết được. Cái này rất là nguy hiểm nha các bạn. Các bạn cần lưu ý khi mình tự học á, những kiến thức đầu tiên chẳng hạn như là kiểu dữ liệu nè, rồi hàng biến, rồi if else thì các bạn học rất là ok, tại vì cái đó khá là dễ. Cứ nghĩ là à là
lập trình dễ thôi mà. Thế là các bạn lại coi thường những cái kiến thức về sau rất là nguy hiểm. Bắt đầu tới mảng, bắt đầu nó khó rồi, bắt đầu lên tới cấu trúc dữ liệu, thuật toán thì các bạn lại bỏ luôn. Các bạn nhảy qua hướng đối tượng thì các bạn cũng mơ mơ hồ hồ, các bạn biết khai báo lát rồi chấm chấm, nhưng mà các bạn không biết tính trừu tượng, các bạn không thể tưởng tượng một cái lớp đối tượng mà thực tế thế nào hả? Thế là khi mà đưa làm bài test thì là các bạn không làm được. Cho nên là khi tự học thì các bạn cần đi đúng cái lộ trình với các bạn. Đầu tiên là chúng ta phải học nền tảng cho vững. Sau này các bạn làm những hệ thống lớn á, thì cái việc tối ưu những cái thằng này rất là quan trọng. Các bạn giỏi FL, vững về logic, rồi vững về mảng, danh sách liên kết, thì các bạn có thể tối ưu được khoản của mình trong quá trình lập trình. Rồi hướng đối tượng tốt thì các bạn sẽ có thể có một cái overview mà về một cái tầm nhìn á, thì sau này có thể các bạn làm những vị trí lớn, chẳng hạn như là các bạn làm backend, các bạn thiết kế hệ thống cho một cái công ty đó, thì các bạn sẽ thật vững về hướng đối tượng, vững về kế thừa đa hình rồi interface để các bạn có thể triển khai được. Là OP với lại thực tế là không chỉ học để biết mà còn đi phỏng vấn, người ta hỏi rất là nhiều nha. Câu hỏi nào cũng vậy, khi mà các bạn đi phỏng vấn người ta hỏi mấy câu như là giải thích tính OP là gì, rồi khác biệt giữa private rồi protected public là sao, có thể họ hỏi mấy cái như là interface khác biệt với abstract như thế nào. Thì những cái khái niệm OP này á, thì anh làm 3-4 năm rồi thì anh vẫn có mấy cái, anh chưa dùng, anh vẫn không nói rõ, nên các bạn đừng có nghĩ là các bạn học xong trên trường là xong, mà học xong rồi còn biết áp dụng thiết kế ra sao nữa mới là khó nha. Chứ không phải là học xong trên trường là OP mình rành rồi, mình học lý thuyết được ok rồi, nhưng tới lúc thực tế thì nó mới là cái thứ khó nhằn. Còn cái việc quan trọng nhất, hai cái khái niệm khó học nhất đó là cái khái niệm phân tích bài toán. Tại vì phân tích bài toán nó gọi là tư duy lập trình á, nghĩa là các bạn phải làm nhiều, phải trải qua dự án nhiều, phải làm bài tập nhiều, các bạn mới biết cách phân tích như thế nào được. Chứ còn không có sách vở nào mà nó chỉ là phân tích bước 1, bước 2, bước 3 thế này, cái đó gọi là cái cách tư duy. Có người hướng dẫn rồi kinh nghiệm làm nhiều nó mới tự học được. Và có một cái là thường thường là tự học không có, phải đi làm này nọ. Trường cũng không có dạy hoặc ít dạy lắm, tại vì mấy thầy á thì nhiều thầy thì đi làm kinh nghiệm, nhiều thầy á thì họ dạy ra trường họ dạy luôn á. Họ không có cái kỹ năng để mà tổ chức source code phân chia module như thế nào. Tại các bạn nghĩ đi, sau này các bạn làm những rất là bự, một cái team tầm 10 người, 20 người, dự án nó chạy cỡ 1, 2 năm, 10, 5 năm rồi á, thì phải tổ chức code như thế nào để mà thêm sửa thêm chức năng rồi nó dễ. Thì những cái đấy là những cái mà trường không dạy và tự học cũng hơi khó. Thì tương tự như cái mình vừa nói qua đó các bạn, thì khi mà tự học thì nó phải phát sinh rất là nhiều vấn đề, không phải là các bạn cứ lên mạng gõ search biết online là các bạn cứ học theo là đúng đâu. Thứ nhất là các bạn khi mà bạn tự học á, các bạn phải biết được là cái lộ trình là gì. Thì nếu như không có cái slide hồi nãy anh và anh Hoàng nói thì các bạn sẽ không biết bắt đầu từ đâu cả. Rồi cái thứ hai á, là khi mà mình không biết bắt đầu từ đâu rồi á, thế là mình học tùm lum cả, mình cứ Google online search cái gì đó, gai gì đó là mình học, cứ thấy cái gì đó mình cần là mình học. Nhưng mà các bạn không biết là nhiều khi các bạn học không đúng lộ trình như vậy nó sẽ rất là mất thời gian. Khi mà mình tự học luôn á, mình sẽ rất là rơi vào trạng thái là nản các bạn ha. Nản, chúng ta cứ đồng hành và học bị bế tắc, thế là chúng ta là tắt máy hoặc là chúng ta chơi game. Thật ra anh cũng vậy mà, anh đi làm rồi cũng vậy, đâu khác gì đâu. Đúng rồi, ngay cả bản thân anh đôi khi sếp giao cho anh một cái công việc gì đó mà anh chưa có ý tưởng làm, anh cũng thật sự là Google search, anh cũng rất là nản, không có ai để hỏi, cần cố gắng ha. Đó là một cái thiệt thòi mình cần phải vượt qua. Rồi tiếp theo là chúng ta khi mà chúng ta mà tự học rồi thì mình sẽ dễ bị hỏng kiến thức lắm, thiếu hệ thống. Thì cái điều này rất là hay gặp khi mà anh cho các bạn học viên mà xin vào CyberShop để học những khóa nâng cao á, anh cho làm bài test, hỏi các bạn hướng đối tượng là gì, các bạn trả lời rong róc và bốn tính chất, các bạn trả lời rong róc luôn y như là các bạn học trên, đọc trên online, sao các bạn học thuộc vậy để đi phỏng vấn gì đó. Nhưng mà khi anh đưa một cái bài toán thực tế ra cho các bạn làm cốt thì các bạn chả biết điều gì cả. Còn ghê gớm hơn nữa đó là các anh nhớ một cái bạn viết về hàm, anh kêu một cái viết một câu hàm tính tổng hai số thôi, bạn đó nói vậy nó không biết viết mà nó có thể viết ra tiếng Việt được. Đó, anh thật sự là gọi là rất là bất ngờ với những cái trường hợp như vậy luôn á. Giống như là các bạn học trên mạng là các bạn chỉ đọc hiểu lý thuyết thôi, có những bạn là kêu là em đọc sách lập trình, đọc sách không à, em không có code, em đọc sách không à, em tự học bằng cách đọc sách. Thì tới lúc mà anh vừa làm bài viết thì em nó không được, em phải giả sách em mới viết được. Rồi tiếp theo á là các gọi là hay bị gọi là nhiễm thói xấu á. Tại vì khi mà mình tự học á, sẽ không ai điều chỉnh mình cả. Và mình cũng không biết được là cái quy chuẩn khi ra ngoài đi làm ra sao. Ngay bản thân anh là một ví dụ nè. Ngày xưa anh tự, khi mà anh học ở trường á, anh học với bạn bè anh thôi thì sinh viên với nhau không, cho nên code rất là dơ bẩn. Tức là đứa nào cũng code nghĩ sao là chạy được là thôi. Nhưng mà khi đi làm, khi ngày đầu tiên anh đi làm thì sếp anh đưa cho anh cô có sẵn của công ty, kêu là đọc. Khi mà anh đọc vô cái điều đầu tiên nói trời sao mà họ viết quá là nghiêm túc, từng câu chữ, từng cái tên hàm mà từng cái cách đặt cái tên file họ đặt theo rất là quy chuẩn luôn nha các bạn. Thì mình hiểu được ngay cái file đó người ta viết cái gì. Sau đó anh tự đọc lại của chính mình, anh thật sự là anh thấy mình quá bưởi. Mình phải va chạm và mình phải có người hướng dẫn thì mình mới có thể thay đổi cái tư tưởng được. Đó hơn là các bạn là khó xin việc hơn những người có bằng ha. Khi mà các bạn tự học á, các bạn đi phỏng vấn, CV các bạn chắc chắn sẽ không có gì cả. Tất cả đều là những cái gì đó mà không ai chứng thực. Ở các bạn tự học thì thường các bạn sẽ không có dự án hoặc là một cái sản phẩm nào cụ thể cả. Hoặc là có những cái sản phẩm gì mà nó rất là thô sơ, nó chưa có đủ sâu. Khi mình tự học thì mình chả biết được thế nào là dự án chuyên sâu.
thế nào là những cái kỹ thuật mình cần để đi làm. Chẳng hạn như rất là nhiều bạn xin học front-end chẳng hạn, nhưng mà các bạn lại không học React, không học Angular, không học Vue.js, các bạn chỉ biết HTML, CSS, nữa các bạn xin làm vị trí front-end hiện nay thì rất là khó. Thì có thể các bạn hơn may mắn xin vào một công ty nào đó chuyên cắt layout thì có thể được, nhưng mà nếu mà các bạn làm gọi là front-end chuyên sâu với mức lương tốt thì rất là khó, impossible, bởi vì các bạn chưa học qua phần logic về JavaScript. Gần hơn, ví dụ các bạn muốn học back-end hay các bạn muốn đăng ký làm back-end nhưng mà các bạn tự học thì chắc chắn là các bạn sẽ không thể. Anh chưa gặp một bạn nào mà đăng ký back-end mà các bạn đã nghiên cứu chuyên sâu tới bảng băm nè, toán cây nhị phân rồi cây nhị phân cân bằng đó. Thật ra nhưng mà tại vì sao, tại không ai hướng dẫn cả, nên chúng ta chỉ coi là chủ yếu là gì, chúng ta code chạy được ra kết quả là chúng ta mừng rồi, chúng ta không biết được là cái đó có thể tối ưu hơn, có thể làm tốt hơn, cho nên đó là rất là thiệt thòi khi bạn tự học ha. Thì anh chị bổ sung thêm một chút là cái việc tự học á, có một vài bạn người ta nghĩ là mấy đứa tự học nó vậy á thì tụi mình học trong trường mình sẽ giỏi hơn tụi nó. Thật ra thì đừng có nghĩ là vậy nha, tại vì đi làm á các bạn cũng vẫn sẽ phải tự học thôi. Các bạn đừng nghĩ là trường dạy là đã đủ rồi, học trong trường các bạn nghĩ là bây giờ mấy ông thầy dạy gì học nấy rồi ra đi làm là được thì sai lầm nha. Trường dạy thì được một nhóm chừng này, xong rồi là đi làm nhiều khi nó khác việc chừng này cơ, nên là đừng có coi thường những bạn tự học, tại vì họ tự học nhưng mà họ còn khả năng. Các bạn học trong trường các bạn nghĩ là có người dạy, các bạn không biết tự học á, thì sau này đi làm các bạn gặp công nghệ mới yêu cầu mới các bạn cũng bỏ tay hà. Giống như gần đây nè, anh sắp ngôn ngữ mới anh phải học cái mới này, anh cũng phải coi lại là học lại từ đầu thôi, đâu biết khác là tự học đâu. Mình học trong trường thì mình sẽ có ưu thế hơn là đúng rồi, nhưng mà có học trong trường hay không á, hoặc là học trung tâm á, thì bạn phải luyện cái khả năng tự học nha, chứ đừng có nghĩ là học trong trường là được, sau này thì có gì cứ lấy kiến thức đã có ra thì nó không có dễ dàng vậy đâu nha. Có bạn hỏi cái câu á là giờ em tự học á mà làm sao rồi không có bằng thì làm sao xin việc. Anh cũng trả lời luôn ha, hiện tại bên anh là có rất nhiều những cái bạn không có bằng gì cả mới đi học, có những bạn là chưa tốt nghiệp lớp 12 luôn. Có một bạn thì bị 12, các bạn nó học bị rớt thi tốt nghiệp rớt, sau đó bạn cũng lâu rồi, bạn nó học bên anh là đầu 2018 rồi, bạn nó lại gặp anh rất là lo sợ, nó vậy em không có bằng, em chưa tốt nghiệp 12 gì đó. Thế là anh ổn định tư tưởng lại, anh cũng hỏi ý bạn đó sao bạn nó không muốn quay lại học nữa, thì bạn nó nói bây giờ em lười rồi. Bạn nó sinh năm 94 nha, anh phải nói rõ như vậy luôn là khá lớn tuổi so với cái thời điểm đó rồi. Thì sau đó là anh cũng định hướng cho bạn đó rồi nói bạn đó nên học cái gì, thì bạn đó cũng lo sợ, thế là bạn nó học lại từ đầu từng khóa bên anh. Thì học theo hướng dẫn của anh thì sau khi bạn nó trải qua 2 khóa và làm đủ cái dự án thì bây giờ bạn đó ở một trạng thái gọi là lương cao mới nhảy. Vậy tức là bạn đó hiện tại là một front end developer chuyên nghiệp rồi. Ngoài ra cũng có nhiều bạn khác mà đi như bộ quân sự về nè, thì các bạn nó cũng lo rồi, các bạn nó cũng học và bây giờ bạn nó đi làm ngon lành luôn. Có anh kia 30 mấy tuổi rồi đang làm bất động sản, nghỉ và anh đó nó không có bằng gì hết. Hồi đó học 12 xong buôn bán bất động sản 10 mấy năm xong giờ quay lại học không có bằng gì hết, giờ sao? Thì anh cũng định hướng rồi, anh thì anh sẽ định hướng là học những cái gì mà sẽ dễ xin việc trước, tại vì khi mình không có bằng á, cái quan trọng của mình đó chính là cái kinh nghiệm, thì kinh nghiệm của mình sẽ thể hiện qua CV. Thì làm sao để có cái CV của mình thật dày để mà mình có thể chinh phục được nhà tuyển dụng, người ta sẽ bỏ qua cái bằng cấp của mình. Nếu mà mình không có bằng cấp, mình không có dự án, mình không có kiến thức gì cả, dĩ nhiên là các bạn sẽ rớt thôi. Đối với ngành công nghệ thông tin hiện tại thì anh cũng chia sẻ là cái khả năng xin, cái tỷ lệ xin việc của những bạn không có bằng cũng rất là cao nha các bạn, nhưng mà dĩ nhiên các bạn sẽ phải cố gắng nỗ lực hơn rất nhiều so với những các bạn có bằng. Nhiều khi đó cũng lại là cái ưu thế của các bạn, bởi vì á, những cái bạn có bằng á, thường các bạn đó thường lại ở đâu đâu trên trời á, không phải nói tất cả nhưng mà rất nhiều bạn có bằng như đại học hay là các bạn cứ bay bay trên trời á, các bạn đó vô cứ đòi lương cao mà chưa làm gì á, không chịu học luôn. Thậm chí là có nhiều bạn là nghĩ là ở có bằng đại học rồi lương mình phải 15-20 triệu mới làm là những bạn đó sẽ bị loại, thì chúng ta sẽ chiếm những vị trí của những bạn đó ha. Thật ra thì có chúng bằng ta master vào nha các bạn khoe vậy thôi chúng ta đó. Thì nãy giờ anh Huy chia sẻ cũng như anh thấy rất là tận tình nha, nên là các bạn nào muốn tư vấn thì cứ bấm vào cái link fb.com phivu.kio nha. Anh Huy kinh nghiệm tư vấn đầy mình rồi, mà anh Huy tư vấn được 5-10k hoặc là hơn nha, tư vấn free nha. Anh Huy mà tính tiền tư vấn chắc là anh Huy triệu phú rồi. Nãy giờ mình hù cũng hơi mệt rồi, nên là mình chia sẻ một cái những bài tại học để các bạn đỡ nản nha. Thật ra thì các bạn đừng có lo quá, tại vì có rất là nhiều người họ tự học xong họ vẫn đi làm, họ này nọ bình thường được, nên là các bạn đừng có lo, đừng có sợ là tự học qua thì nó sẽ khó khăn gì nha. Rồi thì kinh nghiệm tự học đầu tiên, cái quan trọng nhất là chúng ta nên xác định mục tiêu của các bạn. Có nhiều bạn tự học mà các bạn tự học quá bự, chẳng hạn như là có những bạn quyết tâm không vào đại học mà các bạn tự học hết cả chương trình đại học, thì đó là một cái gọi là nó quá rộng. Thì khi tự học chúng ta cần quan trọng là mình sẽ phải gom mình học một cái kiến thức gì thôi các bạn, một kiến thức ngắn hạn thôi. Chẳng hạn như là mục tiêu trong vòng 3 tháng chúng ta học vững từ lập trình căn bản đến lập trình hướng đối tượng, là trong vòng 3 tháng đó chúng ta dứt điểm cái đó. Chứ các bạn đừng có đánh quá xa, chẳng hạn như trong vòng 1 năm mình sẽ trở thành full stack developer thì cái mục tiêu nó quá rộng đi, tức là chúng ta sẽ không biết chúng ta làm gì được trong 1 năm đó để thành full stack dev cả. Nên mục tiêu là cái quan trọng nhất. Tiếp theo là chúng ta sẽ phải tìm lộ trình rõ ràng trên mạng ha. Thì hiện tại trên mạng thì cái tài liệu free nó cũng tùm lum cả,
thì các bạn có thể vào cái trang cybersoft.edu.vn ha, nghiên cứu được những cái lộ trình ha. Bên anh đã viết thành cái lộ trình rất là kỹ, thì các bạn chỉ khó đọc thôi. Tìm trên mạng thì dĩ nhiên sẽ có những người, người ta viết thế này, người ta viết thế kia, hoặc là người ta dịch từ những cái trang nước ngoài ra mà dịch theo kiểu Google Translate, cho nên là nó rất là tùm lum. Ngoài ra các bạn có thể, để đỡ nhàm chán các bạn, chúng ta thể rủ bạn bè học chung, tham gia học nhóm ha. Ngoài ra thì mình cũng có thể rủ các bạn, bạn bè mình ra quán cà phê nè, cho nó đổi không gian. Ngày xưa anh cũng hơi sai lầm á, là anh cứ nghĩ là mình cứ lên trường mình code là nó tốt. Thật ra không phải đâu. Có những lần anh tự nhiên anh nhận thấy anh ra quán cà phê, bỗng nhiên anh đầu óc của anh nó là thoáng hơn và anh nghĩ được rất nhiều vấn đề, cách giải quyết vấn đề. Nó hay rồi các bạn. Rồi tiếp theo là chúng ta phải học điều độ, chúng ta phải phân bổ thời gian học mỗi ngày đó các bạn. Thì cái này anh thấy là hầu như học cái gì cũng vậy, ngay cả chúng ta học tiếng Anh, học kỹ năng gì hết cũng vậy. Mỗi ngày mà các bạn chịu khó dành một chút thôi, các bạn sẽ nhớ được ngày hôm trước các bạn học cái gì và các bạn sẽ học thêm được vài thứ nữa. Còn các bạn để mà cả tuần á, các bạn nếu bạn học lại, tức là những bạn cứ nghỉ cuối tuần và bắt đầu mới quay vào học, thì nhiều khi học thứ bảy tuần này học xong thứ bảy tuần sau học, các bạn quên mất là tuần trước mình học cái gì mất rồi. Rồi đó, và cuối cùng hai giống theo là hồi nãy em có chia sẻ các bạn đó, anh tư vấn có rất nhiều bạn cứ nói là em đọc sách rồi, em học ở trường rồi, thế là các bạn nói quý đông đốc nhưng mà các bạn không code được thì cũng không sao. Code được các bạn đi làm thì các bạn, cái chính là chúng ta làm gì, chúng ta phải code ra dự án chứ phải chúng ta ngồi nói các bạn biết hàm, các bạn ghi tiếng Việt ra hàm biết thế này nè anh, hàm là thế này thế kia, rồi hướng đối tượng, rồi các bạn có thể kể được bốn tính chất hướng đối tượng trong rắp y trong sách luôn, nhưng mà kêu các bạn giải một cái bài tập nho nhỏ về hướng đối tượng thì bạn không làm được, các bạn cũng coi như là bằng zero, bằng số không. Các bạn chỉ cần làm qua một lần thôi là các bạn đã học một lần rồi, thì các bạn làm nhiều lần là các bạn học nhiều lần, và đồng thời là khi các bạn làm á, các bạn sẽ ngộ ra nhiều cái mà cái lý thuyết nó chưa đề cập tới, khi triển khai á nó sẽ có những cái phát sinh ra thêm, khi làm vậy các bạn mới thể học được những cái kinh nghiệm thực tế khi quá trình mình code. Tiếp theo á chính là cái quan trọng nhất anh nói hồi nãy, là với những cái bạn tự học á mà không có bằng cấp á, thì cái chính là cái sản phẩm mình đi giới thiệu, đi xin việc cho công ty. Khi các bạn không bằng cấp thì các công ty họ sẽ nhìn vô CV các bạn đã làm được gì trong quá trình tự học rồi, hoặc là các bạn đã làm được gì khi các bạn học ở những cái trung tâm bên ngoài rồi, thì lúc đó người ta sẽ đánh giá các bạn. Còn các bạn cứ ngồi các bạn cứ nói lý thuyết không, các bạn không có sản phẩm gì cả thì chả ai tin khác. Anh chia thế là các bạn làm tự học á, thì cái dự án là cái quan trọng nhất để các bạn có, các bạn sau nhà tuyển dụng. Thì khi các bạn có dự án thì họ sẽ hỏi các bạn là bạn đã làm cái gì, giải thích tại sao bạn đã làm cái đó, rồi bạn dùng code ra sao. Tại vì có cái đó mới chứng minh được là bạn làm ra được cái thứ gì đó, chứ còn nếu bạn đã không có bằng mà bạn cũng không có dự án, còn không có cái gì luôn, cái CV gì có gì không, là em đã học cái này cái kia thì đâu có chứng minh được gì. Thì kinh nghiệm tự học là vậy thôi. Thì cái quan trọng nhất là vẫn là các bạn sẽ đạt được mục tiêu ban đầu. Cái khó nhất là các bạn cảm thấy là nếu mà mình mê là được, các bạn biết rất khó, nhưng mà quan trọng là mình chịu khó, mình làm, mình học là được, mình bền bỉ, mình kiên trì là được thôi. Chứ còn các bạn có học kinh nghiệm, các bạn về có mục tiêu rõ ràng mà các học gì các bạn thấy mệt quá, nản quá thôi bỏ ha. Nói chung xác định nhất đó là tự học, tự làm và làm nhiều vô. Trước khi nào thấy trình độ đủ thì cứ đi phỏng vấn, có chuẩn bị CV phỏng vấn là biết thôi. Nếu mà rớt thì coi như có người chỉ cho mình cần thiếu cái gì.